Hello， 大家好，我是 Michael Tang， 今天要来和各位介绍在年初一期间 Michael Tang 和 Kelly 三姐妹到诚心道王庙的求签日记。那说起诚心道王呢，越南语为枕横道，本名为陈国俊，因受封为新道王而得名诚心道，因其为皇族出身，并且是陈朝的重要将领，曾于13世纪率领陈朝军队成功击退蒙古军的两次入侵，成为越南历史上的民族英雄之一。此外呢，陈国俊对于古代越南的军事学甚有建树，曾撰有《习将士文》《兵书要略》等军事作品。那么今天呢 ，Michael Tang 就要带各位到诚心道王庙来看看。究竟会发生些什么事呢？我们继续看下去。那溥仪进庙里呢，就会在庙门口中间看到胡志明的半身铜像。该铜像于2000年的时候被请到神庙，在左边呢，则会看到陈朝王母及诚心道的母亲善道国母，右手边则是诚心道的父亲安生王陈柳。那中间则供奉着诚心道王，身穿红色衣服的他坐在宝座之上。越南近代史家陈仲京对他忠君爱国及秉公办事的作风深表赞赏，认为诚心道王是尽忠于君主和国家，虽然威权显赫，仍恪守为臣的职分，不敢骄纵傲慢。当元军侵扰之时，新道王掌握兵权，然而待人依然秉公持政，因此自其过世之时，上至皇帝，下至黎民百姓，都为之哀悼，许多地方的百姓都立祠庙奉祀，以缅怀他的大功大德。那在越南的胡志明啊、头顿芽庄乃至同奈等地，都有许多诚心道王庙供人们祭祀。每逢过年期间呢，也会有人至庙里求神问卜，以求心灵的安定。那今天 Michael Tang 呢，也会来求签看一看，未来的一年究竟会如何呢？Last year, he asked you about last year. Last year is bad or good? No.
平衡 less less 嘅，开工梅景攞，开工梅景工多，开工平衡，tức là cái hành du thấp tập, có nghĩa là cái con thuyền nó lại như nó trôi vô một cái chỗ mà nó giống như cái ngõ cụt, nó không ra ngoài nước thoáng mà nó chui vô vậy đó, một hai năm trước đó. He said maybe yeah. 2 years ago you are the ship on the ocean, but the ship cannot go out the ocean, just on the port. He said maybe 2 years ago you are a lucky. Tức là năm giờ rồi cái thu nhập của nó được đảm bảo. Ngư chu câu nguyệt minh, có người đi câu cá, câu không cá, không có được cá, câu được ánh trăng. Ánh trăng nó dài như vậy nè, mà thấy cái ánh trăng vậy đó, đó là ảnh não. Cho nên là cái công việc làm ăn của mình nó ảo, nó không chưa được. Thấy lắm, đúng không? Ờ, tưởng gì? Con rắn con rắn nè, con rắn mập. Em cũng thề con rắn còi, con rắn nhỏ. Tám chín phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. À, tính chính. Nói chung là năm nay là một cái năm là phải cẩn thận rồi cái giao tiếp, cái khẩu, mà đặc biệt là những cái mà nó có quan hệ với lại pháp lý giấy tờ thì nó nên cẩn thận là cãi nhau với mình không? Ví dụ như hợp đồng nè. He say this year you be careful about the contract, communicate with everybody. Oh, okay. Trong làm ăn nên kiên nhẫn, không? Không có nóng vội. Kinh kinh, ừ. Không nóng vội. Nếu mà giữ nguyên được thì càng tốt. Tôi về cuối năm thì nó sẽ cẩn thận với tháng 2, tháng 8. Be careful January, February and tháng 8, August, February and August, you be careful because you have a problem. 那在解完签之后呢，麦国汤和 Kelly 三姐妹也大致对未来的一年有了个底，也深深感叹做人不容易。那在一年的初始呢，就可以看到许许多多的人为了自己的未来茫茫的寻找明灯，逐渐现在生活之不易，在台湾如此，在越南更是如此。然而呢，麦国汤认为宗教与祠庙的目的就在于安定及安抚人心，活着本来就不容易，但心中存善念，并能够劝人向善，达则兼善天下，穷则独善其身，我想这才不负来人间走一遭。那么今天的影片就到这边啦，喜欢麦果汤的影片记得按赞订阅加分享，我是麦果汤，我们下次见，拜拜。